Nổi bật trong các mô hình hiệu quả do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động những năm gần đây, có mô hình tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo ở phường Ninh Sơn. Được thành lập vào tháng 8 năm 2016 với 20 thành viên là các chị em theo đạo Cao Đài trên địa bàn phường Ninh Sơn và là hội viên của chi hội phụ nữ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn. Vào ngày 20 âm lịch hàng tháng, tổ hợp các thành viên lại để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, văn bản của hội phụ nữ các cấp, đồng thời trao quà cho các phụ nữ nghèo, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Phúc, tổ trưởng tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo chia sẻ: ban đầu ít chị tham gia nhưng thấy tổ làm được công khai minh bạch, cụ thể như mỗi chị được tặng quà đều có một quyển sổ ghi số quà mỗi tháng được nhận. Còn ở tổ thì thu tiền có ghi tên người đóng góp, có báo cáo thu chi đến ủy ban dân phường, ủy ban mặt trận tổ quốc phường. Với lại tổ hoạt động trên tinh thần là tiết kiệm từ sinh hoạt gia đình của các chị em để góp kinh phí vào. Ai tiết kiệm được ít thì góp ít, ai tiết kiệm nhiều thì góp nhiều, còn không góp tiền thì mình góp công. Từ đó các chị em rất vui vẻ đến với tổ. Vì thế đến tháng 3 năm 2017, số thành viên của tổ tăng lên 50 người và đến nay số thành viên tiếp tục tăng lên 75 người. Cùng với số lượng hội viên ngày càng tăng thì số quà cũng tăng thêm đáng kể. Lúc đầu hàng tháng, tổ chỉ hỗ trợ quà cho 15 phụ nữ. Đến nay tổ đã hỗ trợ cho 75 phụ nữ và các đối tượng khác. Từ những tấm lòng của các chị góp nhặt mà đến nay, sau 2 năm hoạt động, tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo phường Ninh Sơn đã trao tặng được hơn 500 phần quà với tổng trị giá hơn 75 triệu đồng cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn. Ngoài ra, tổ cũng đã trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ đột xuất cho nhiều trường hợp khó khăn, bệnh tật, tai nạn.